Dạ, đây cháu mình đây to lớn ghê không? Nó sẽ dẫn mình vào trong nha các bạn. Mình chỉ có một số nơi là được chia sẻ thôi các bạn. Cháu mình làm cho cái Spotify, nếu mà các bạn lên mạng nghe nhạc hoài thì các bạn sẽ biết cái nhạc đó phải, nếu là hội viên phải trả tính phí nha. Đây là cái thang máy. You on the 62nd floor? You work at the 65, but now you bring me to 62nd. Tầng số 62 nha. Mình sẽ quay một những chỗ nào họ cho phép quay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây là cái nơi, where this floor, the cafeteria? Lobby. Yeah. And this one for lunch room? No. And what is this for? This is the coffee. They here's where you have you can come here and rest, right? Yeah. Đây cái công ty cháu mình làm là Spotify nè các bạn, mà nghe nhạc online hay là read audio book thì các bạn sẽ biết rất đẹp ha. Và ở đây mình có thể nhìn ra ngoài nè. Từ trên cao nhìn xuống, cái đây là từ tầng 62 nhưng mà bị phản quang không có thể nhìn thấy được. Beautiful. Wow, like a piano. Oh, good. Can I take this one? It's nice. Oh, cool. Đây là tòa nhà của One World Trade Center ha các bạn. Mình phải che lại mới có thể quay lại được các bạn. Đây. Tất cả những thang máy họ đều vẽ, trang trí rất dễ thương và đẹp ha các bạn. Bây giờ mình sẽ lên tầng lầu số 72 nha. 11th floor. So Spotify have from 62 to 72nd floor. 11th floor total. Yeah. And now you show me the cafeteria. Đây là cái phòng ăn trưa của nhân viên nha. Hồi đó thì một tuần lễ họ cho ăn 5 ngày. Bây giờ chỉ có vào ngày thứ ba và thứ tư mới được ăn thôi. Giờ này là giờ tan sở rồi, không còn đồ ăn nữa. Đây là cái phòng ăn trưa và miễn phí nha các bạn. It's free, right? Of lunch. Okay. They and they have breakfast too or no? Yes, they have breakfast as well. And đây cái quầy tất cả đều miễn phí. Trời ơi, sướng ghê không? Free lunch, free breakfast. Breakfast they have bagel. Soup kitchen. This is where they have the soup. Và giấc trưa cũng... Did they have soup for the morning too? No. Lunch time for food. Salad bar. Salad bar. Oh. You tell me. Yeah. Yeah. Đây. Now they cut down only 2 days a week. 3 days. 3 days a week. What day is what day? Tuesday, Thursday. Tuesday, Thursday. That means 2 days Wednesday, a week. Tuesday, Wednesday, Thursday. It's a Thursday. Tuesday to Thursday. 3 days a week. And this is the hot food. Đây là cái chỗ mà đồ ăn nóng nè các bạn. You can speak louder. And they have here, yeah, these two sections is what they give out where they cook and serve food. Oh, deliver food area. Yeah. Okay. Here, this is my beer. What is that? Coca-Cola. Oh, Coca-Cola. Oh, soda drink. Now no more? Yeah. No, I don't drink it. No, they have it. I don't drink it. I drink it. No. I want some. Not for you. You can have some if you want. I have a small sip, the plastic one. Okay. Oh, we have other things too. Like what is that? Cold tea. We have like coffee. Oh, đây cái máy lấy cà phê nè ha. Yeah. Trà nữa. Trời ơi, sướng quá. Yeah, it's all good. Đây có đủ loại nước uống ha. No calorie, caffeine free. Mm-hmm. No calorie. No calorie, which one we have? Fanta, zero sugar. What flavor? Okay. You want orange, cherry? Orange. But I don't want to fill it up. I just want a little bit. That's okay. It. Leave it there. Okay, that's it. Thank you. Mời các bạn cùng uống với mình nha. Cái ly soda mùi cam.
And what this life for? Oh, that one is for scanning the card. Oh, you need to scan your card? Bánh mì nè ha. Đây là cái this one the coffee or what? Yeah, that's coffee machine. Coffee cái máy máy cà phê nè. Những cái ly tách nè ha. If you want milk. Có sữa luôn, tủ lạnh có sữa luôn nè. Tất cả đầy đủ. Các bạn thấy không? Đây là những cái tập đoàn lớn thành ra cái phúc lợi cũng tốt hơn. Mình thì không có được nha, đi làm phải tự mình mang đồ ăn. Hi, can you turn over, say hi to my audience? Hello. It's Chris. Welcome. Ngày vì ngày hôm nay cháu mình mới vô công ty làm thường, nó làm ở nhà, thành ra mình bữa nay nó vô công ty mình mới có dịp ra tới. Máy cho mình chụp hình nha các bạn. You have the email. They deliver my email. But let me see, mình phải đánh cái email mình vào. Nên đây submit. Okay. Color. Look at the camera. Don't worry, you can take more. Oh, wait. Photos are printing. Đây là cái bàn làm việc. Mình có thể xuống đây ngồi làm việc ha. Trong cái giờ lunch, mình ăn xong mình có thể ngồi đây làm cái việc gì riêng tư cũng được hết. Ở đây là phòng thực tập âm nhạc nè. Đó, music rehearsal. Ở đây là một cái phòng thu âm nè, các bạn có đầy đủ nhạc cụ hết đó, các bạn trống nè. Wow, it's cool. Yeah, cool. You want to sit down and play it? No, I have to be, someone booked it, so we have to make sure. Okay. Wow. Yeah. You recording or take picture? I'm recording. Oh. Have fun. My first time ever playing this drum. Cả phòng gym nữa nha, nhưng mình không vô gì cái bên trong có cô đang thực tập kéo đàn violon á. Đây là phòng gym. It's small one or they have bigger? Only this, no this equipment. No equipment. Yeah. Oh, đây là phòng gym để thư giãn, để tập, không có dụng cụ nhiều. Đây là cái gym class. When you go to the gym, you have to yeah. sweat. I know, but they don't have the equipment. What do you think this is? Ah, restroom. No. The dressing room. Take shower. Shower. Ở đây có cả phòng tắm ha, có phòng thay đồ ha. Và đây họ có cả khăn tắm cho mình luôn. Tức là nhiều khi mình đi làm xong tối mình có sự kiện gì mình muốn đi không cần phải về nhà, mà ở đây họ có đầy đủ hết. Oh, that's they provide everything nè. Băng vệ sinh cái gì cũng có hết. Đây. Phòng rất là thơm. Here they have more chair here. Yeah, they have more area. Yeah. Đây là những cái ghế mà rất là riêng tư ha các bạn. Đây, cue music on air. Đây là tầng số 67, thì cháu mình chỉ dẫn mình tới một số lầu mà mình có thể quay video thoải mái. What this? They have another, oh, they have snack here? What kind of snack there? Oh, they have an egg, có trứng nè ha, có Red Bull nữa nè. Có cà phê và snack veggie. Can I take one? Take as much as you want. One of each?
Sure. We have some more over here. We have more. And what this one? This Hold one, on. That's okay. Có những cái trái cây. Can you get a cup for me, please? I take one and close it. Uh-huh. Oh, this. The, where's the cover? There's no cover. Yes, they do. They get cover from this side. And they, I take the this one. That's it. Wow. Okay, I try it later. Let me see. Wow, cool. This one for cereal. Đây, ở đây cái phòng game, chơi game nữa nè các bạn. Oh, what is this for? It's just the pop. Oh, like this? That's it? Yeah. Oh, that. But it, you make annoy other people when you play it? If somebody here? I mean, yeah, if they're working, yeah. Đây, cái những cái hộp game nè. What this game they have to... You just borrow it. Oh, you can borrow home? Yeah, and just bring it back home. Oh yeah, you need to do any paperwork? No, not really. Here we have the. Đây một cái phòng chơi game nữa các bạn thấy không? Wow, this one cool. Yeah. Anybody play? Everybody play in this free. But I know, but any, I mean. Some people, yeah. Ooh, I like this one. This one broken. Oh yeah, broken yeah. Oh, this one I love. This one my childhood game. Đây là một cái phòng họp nha. Nếu mình cần họp á, mình đây mở vô. Trong đây đóng cửa lại. Wow. Oh, đây. Can you hold on? Các bạn thấy không? Đây, một khi đóng cửa lại, mình không nghe tiếng động bên ngoài. Mình cần họp ở đây, mình ngồi vào trong đây, mình sẽ có cuộc họp rất là riêng tư ở ngoài, không ảnh hưởng tới người ngoài gì hết. Oh, I didn't do it. Thank you for bringing me. Without you, I can get access to this kind of building with a lot of benefit for employee. Next time I come in, daytime. When? What's room this one? The restroom. Okay, this is the restroom. Clean everything. Yeah. Là tầng 6 là nơi cháu mình làm việc, nhưng mà có thể cháu mình chỉ đưa cho mình những cái khoản mà chú chia sẻ với mình. Mỗi cái tầng đều đẹp đẽ sạch sẽ. This is anytime people can come and sit, right? Yeah, sit in the lounge. And this one that they have a game playing too. How you call billiard, right? Billiards, yeah. Billiard. How you say it? Our pool. Yeah. You see how the room looks like a pool for swimming? Oh. So it's like a pond, like. Oh, but actually it's a billiard, right? Billiards, yeah. Yeah. But people call it pool because it looks like a pool. Yeah. Ở đây là một cái bàn chơi billiard, nhưng mà họ làm giống như là một cái hồ bơi gì các bạn thấy không? Bên đây làm những cái viên gạch màu xanh, tưởng tượng như là mình đang ở trong khu vực hồ bơi vậy đó các bạn. Cái tủ mà có tất cả các loại đồ ăn ha các bạn, cho nè, có cheese nè ha, có yogurt nè, có ốc miêu, có là ly trái cây, nhưng mà giờ này là người ta ăn hết rồi, có trứng nữa và nước uống đủ loại, cà phê đó, mỗi tầng đều có trang bị đầy đủ hết. They do espresso here. Yeah. Wow. You want one right now? Are you okay? You know how to do it? Yeah. Yeah, make one for me. You want one? Yeah, thank you. We don't have milk. Make a small cup, don't make a big one. Okay. Bạn cháu mình sẽ làm cho mình một ly cà phê mà espresso vậy. Is that espresso? Espresso. Yeah. No sugar. A small cup probably. Then tonight I stay up all night long.
Đây là cái máy làm cà phê espresso. Need more? There you go. Yeah, it's okay. Và đây sau đó đưa vào cái máy này. This one you have to like manually do it. Okay, that's good enough. Later it spill. I don't need sugar. You don't want one? No, I had too much today. It's okay. Yeah, you want an Americano? That makes me a little. What is that? You just dilute it. Dilute a little. Okay. Yep. Thêm tí nước cho nó loãng ra, không ơi, nó đậm đặc lắm. I said don't make it so much, I cannot. Oh my goodness. Yeah, make it swell before drink. Okay. Have the cover. Or do you need to wash it or no? Thank you for making a cup of coffee for me in the night time. Mời các bạn nha các bạn, đây là một cái ly cà phê xay bằng máy. Wow, it's hot. Cà phê thơm lắm nha bạn. Đây, cháu mình đây, say something. Một cái thanh niên mà rất trẻ, trong tuổi trên 30, mới vừa qua 30 thôi. Còn single nha, available? You are single available? Not yet. Not yet. Đây. Cháu cũng làm được ở đây cũng được vài năm rồi. Và trụ sở chính của công ty này nằm ở Thụy Sĩ nha các bạn. Hồi cháu mới vô làm, họ cho công ty cho đi du lịch, đi công tác nhiều nước lắm. Thành ra cũng may mắn bây giờ do ngân sách này nọ không còn cho đi du lịch nữa. Đi công tác xa. Tầng mà cháu mình làm việc ha, nhưng mà cháu mình sẽ cho mình xem, nhưng mà mình không được phép quay phim. Theo room cho những cái phụ nữ mà cần làm, là có con bú sữa đâu này nọ, hoặc là cần phải lấy sữa. Ok, this is, they have three room. Cảm ơn các bạn đã cùng mình đi tham quan cái nơi làm việc của cháu mình ở công tập đoàn Spotify, nằm ở khu vực downtown World Trade Center. Và các bạn, nhất là nếu mà có những bạn trẻ được xem những cái video này, các bạn sẽ rất là thích luôn, vì cái môi trường làm việc rất hiện đại với đầy đủ tiện nghi, nào là được cung cấp bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, và có những cái nơi thư giãn nè, giờ vui chơi trong giờ làm việc nữa. Thì nếu mà lần sau có dịp mình trở lại vào lúc ban ngày á, thì các bạn sẽ thấy được cảnh xung quanh sẽ đẹp hơn. Thì bây giờ video mình tới đây xin kết thúc. Nếu bạn thích video này á, thì các bạn cho mình một cái like và subscribe nếu bạn là lần đầu tiên ghé thăm cái channel của mình, coi như một cái kết duyên nha các bạn. Và nếu được thì các bạn sẽ chia sẻ ra cho nhiều người cùng biết cái môi trường làm việc ở một cái tập đoàn lớn ở Mỹ như thế nào nha. Và đây chỉ là một cái công ty thôi, cái tập đoàn mà trụ sở chính là nằm ở Thụy Sĩ. Và bây giờ mình chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.